Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh nối tiếp những tuyệt chiêu xuất thần của các thủ môn ở video trước. Sau đây là những chiêu độc lạ mà hiệu quả không kém trong việc cản penalty. Cùng xem tiếp nào. Thần may mắn. Một chú chó giống Jason đã bất ngờ chạy vào sân khi cầu thủ đang thực hiện một cú sút phạt từ chấm phạt đền trong một trận đấu bóng đá ở Brazil. Thủ môn đã đoán sai hướng sút bóng của cầu thủ đối phương, nhưng mà chú chó nhỏ đã kịp thời dùng cơ thể chặn trái bóng bay vào khung thành bỏ trống. Khán giả và các cầu thủ trên sân không thể nào nhịn được cười trước pha cứu thua xuất sắc của chú chó, trong khi thủ môn nhảy lên ăn mừng như thể chính anh ta là người cản phá trái bóng. Trọng tài trên sân tỏ ra bối rối trước tình huống bất ngờ, trong khi các cầu thủ của hai đội vây quanh ông vua sân cỏ để tranh cãi liệu cú sút phạt có nên được thực hiện lại hay không. Tình huống này diễn ra hồi năm 2016 trong trận đấu với TA Rennes Vannes OC dẫn trước 0-3, nhưng thủ môn Bedenich đã phải đối mặt với một tình huống đội nhà bị thổi phạt đền ở cuối trận. Đứng trước bóng là hậu vệ Renaud Dresselin và cơ hội để mà đội khách rút ngắn cách biệt là rất rõ ràng khi thủ môn Bedenich đã đổ người qua trái, ngược hẳn với hướng sút bóng của Dresselin. Cứ tính xảy ra khi mà cú sút của Dresselin đưa bóng tìm đúng cột dọc khung thành và bật trúng lưng của thủ môn Bedenich. Đội nhà thoát thua trong gang tấc, nhưng mà mọi thứ mới chỉ bắt đầu với Bedenich khi mà anh phản xạ cực nhanh, dùng chân đỡ được pha đánh đầu bồi tiếp của chính Dresselin. Bóng được xô ra và lần này, tiền đạo Rennes là Ciro Duran đã lao vào đánh đầu. Bedenich lại cho thấy khả năng cản phá cực tốt của mình khi dùng cả hai tay đỡ được pha dứt điểm cực hiểm của đối phương. Tất cả diễn biến trên xảy ra chỉ trong khoảng 7 giây với 3 pha cản phá khó tin của Bedenich. Trong tình huống này, Marquinhos đã bình tĩnh thực hiện quả phạt đền. Thủ môn Rafael Robalo đã dễ dàng bị đánh lừa, nhưng mà trái bóng lại đập hai cột dọc mà không chịu bay vào lưới. Cú đá bồi của Marquinhos sau đó lại vô tình đập trúng chân của chàng thủ môn bên phía Gloria, vốn đang luống cuống không biết bóng ở đâu. Chính thủ môn của Gloria cũng thừa nhận anh thực sự may mắn trong tình huống này. Quỳ gối giơ hai tay. Màn cản phá phạt đền kỳ lạ này diễn ra trong trận đấu giữa Racing de Santander với Atletico Parinas ở giải trẻ Tây Ban Nha. Khi trận đấu chỉ còn 5 phút, các cầu thủ Atletico Parinas đã bất ngờ được hưởng một quả phạt đền. Lúc này, thủ môn Alvaro Jimenez bên phía Racing de Santander đã chọn cách quỳ gối xuống đất và giơ hai tay lên trời để chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống cản phá. Ngay khi đối thủ thực hiện cú đá, Alvaro Jimenez đã nhanh chóng lao lên và ôm gọn quả bóng trong tay. Chiến thuật bắt phạt đền kỳ lạ của Alvaro Jimenez ngay lập tức gây sốt trên mạng xã hội. Mang tài liệu vào sân. Trong những trận đấu cúp căng thẳng, các thủ môn luôn phải chuẩn bị sẵn tinh thần bước vào loạt luân lưu may rủi. Nhưng mà chắc chắn từ trước đến giờ, không ai như Tim Crew viết luôn tên cầu thủ và hướng họ hay sút penalty lên chai nước, lôi ra ôn lại trước khi tiếng còi cất lên. Thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng là Tim Crew hai lần cản phá cú sút của các cầu thủ Tottenham là Troy Parrott và Gerson Fernandes, Lamela sút dội xa. Qua đó, anh này giúp Norwich giành thắng lợi 3-2 đầy cảm xúc. Sau khi ăn mừng chán chê với đồng đội, Crew đã tự hào đem chai nước đặc biệt của mình đi quanh sân vận động khoe với cổ động viên. Trong trận chung kết Euro 2020, người ta đã để ý thấy một điều khác lạ ở thủ môn Jordan Pickford của anh. Đó là việc anh có một chai nước chi chít chữ và anh cầm nó lên xem rất kỹ khi trận đấu tiến đến loạt sút luân lưu cân não. Những bức ảnh chụp cận cảnh chai nước cho thấy trên đó in đầy tên các cầu thủ đội tuyển Ý. Hóa ra đây là chiêu của Pickford, anh dán giấy có in tên và thông tin cần nhớ về các cầu thủ đối phương lên chai nước để xem lại mà lưu ý khi bắt penalty. Sự cẩn thận của Pickford trên sân Wembley trong trận chung kết Euro 2020 cũng có tác động khi mà anh cản được hai quả penalty của đội Ý do Belotti và Jorginho sút. Thực tế, Pickford đã từng làm việc tương tự ở World Cup 2018 khi anh dán thông tin của các cầu thủ Colombia lên chai nước. Trong trận đó, anh đã thắng ở loạt luân lưu và chai nước của Pickford được coi như món đồ may mắn của đội tuyển Anh. Phá chấm đá phạt 11m. Phút 57 trận FC Cologne Osput thuộc khuôn khổ vòng 15 Bundesliga 2015. Đội khách bị thổi phạt đền sau tình huống Marcus Völler đã phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm. Khi các đồng đội đang phân bua với trọng tài, thủ môn McQueen Hitch đã có hành động khá dị, đó là dùng chân phá đám cỏ ở gần điểm đá phạt 11m. Không ngờ mưu kế của Hitch lại có tác dụng khi ở tình huống sút penalty, cầu thủ Anthony Modeste trượt chân và không thể dứt điểm thành công.
Vừa rồi là những tuyệt chiêu bắt penalty có 1-0-2 của các thủ môn. Nhấn like nếu thấy video thú vị nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.